Thì giờ dì ba nói vậy đó, cũng như giờ thôi, dì ba thì không có tiền mà cho con, thì giờ dì ba giúp công đó, vậy thôi. Dì ba giúp cho con là cũng như cho con đỡ thôi vậy đó. Dì ba mua rồi, chết cha rồi. Hồi sáng này dì ba mua rồi đó. Chạy tiền kia về đưa lại cho dì ba. Tại vì sáng nay là nghe cô Thúy kêu là chuẩn bị đi mua xe lăn cho. Là hồi sáng sớm thì ba đi mua, cũng như là trong vựa tôi cho tiền á. Trong vựa cô ba mua. Cô Út hả dì ba? Mua gì dì ba? Mua xe. Xe em cho ai? Mua chiếc xe cho cái người bị tiểu đường. Mình mua là xe lăn hả gì? Xe lăn á. Dạ. Đó thì ba mua rồi. Sáng nay dì ba mua hả? Đó là dì ba mua tặng hay là sao? Có này vừa cua người ta mua cho. Nên, tại vì ba nói vậy đó. Cái gì vậy? Không phải đâu, một khách đặt cho tình có trăm người đấy để đây. Cua và nhiều khách hảo tâm đã ủng hộ cái vị chị có khách không? Gần nhà dì ba. Không nghe cái mâm kia đâu. Vậy là giờ mình lấy cũng như tôi cho tiền, mình lấy cái tiền đó mình cho lại nó nữa, đặng mua thuốc. Nó sách có tặng nhỏ nhỏ. Cái chỗ dựa mới mua, mới kêu nó tính đưa tiền mình ba nó thôi, ba đi cũng được. Nó kêu cũng về đệ tử cô vừa cô đó, cô Út á, kêu mua giùm là 1,2 triệu rồi á, mới là kêu trở về đó. Tại vì ba cũng nói cho tụi con nghe vậy đó, để sợ nhiều khi tụi con không biết mua nữa, nói là vậy. Sáng nay dì ba đi mua gì vậy? Thì ở trong vựa, trong vựa nó kêu người ta mua, cho là dì ba mua đi. Dạ. Đó. Thì à, tiền đó thì vựa cua cũng như cái chủ cua của dì ba bán đó. Dì Út á. Út á, mua chiếc xe đa lăng. Là tặng cho cái người đó là cũng như thấy nó bị tiểu đường vậy đó, quá nặng đi. Tính đến đổi mà giờ phải cưa cái cẳng. Thì dì ba thấy như vậy, cũng như dì ba muốn cho nói để cho hội đồng mạng giúp đỡ. Đó. 100 euro mà anh chưa sửa năm để cho mình đóng tiền. Anh ơi, nếu anh đọc được cái YouTube này, anh đang đổi, hoặc là anh muốn rửa từ thiện thì anh rửa tùy anh. Dì Út ở giữa cua đã mua cái chiếc xe lăn cho chị đó rồi. Cái chị là chị tiểu đường đó. Tiểu đường, thì anh biết. Là coi thay mặt chị cảm ơn anh đã có tấm lòng nhân ái như vậy. Chị Út đã mua cho rồi, thì cái 100 euro anh chưa gửi, nếu mà anh có gửi á thì anh sẽ lòng nhân ái thì anh từ thiện thì để em từ thiện cho người khác giùm cho anh cho. Rất cảm ơn anh, có gì anh em mình điện thoại riêng, có riêng cũng được. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dì ba, cái động lực nào mà thúc đẩy dì ba mua nhanh cái xe lăn để cho cái chị bị bệnh tiểu đường? Thì ba thấy vậy đó, thấy bị vậy giờ dì ba muốn mua chiếc xe lăn để cho nó mau cái gì đó, cho cái đi lại, đi qua đi lại cho nó dễ hơn. Chứ còn nó nằm một chỗ thì thấy đi không được, thấy cũng tội. Đó là vậy đó. Mình mua chiếc xe lăn cho chị đó cho nó sinh hoạt nó dễ hơn. Thì ta nói để bà nói nghe nè, nó có đầu đuôi cũng như gì ba nói á, hồi bữa đó thì nó cho vậy rồi ha, rồi cái gì ba mới nói hồi sáng gì ba ngồi đó, gì ba mới nói vậy nè, Út ơi, thấy con nhỏ nó bị tiểu đường rất là nghiệp quá, bây giờ á nó cần nhất có con cho nó một chiếc xe để cho nó qua lợi, chứ còn để nó nằm tới tội nghiệp quá, rốt nào cũng vậy đó, cũng như là nó đi không được mà nó còn nằm chỗ, rồi tiền bạc cũng như hôm qua người ta cũng giúp đỡ mấy tụi nó họp đi, cũng như là họp lợi để kiếm tiền, cũng như là ta cho tiền bao nhiêu á đưa cho nó không đủ mua sạch, cũng như là không đủ mua xe. Thì giờ á do nói vậy thôi là tự Út á thấy vậy á đưa tiền ra liền, nó mới nói thôi dì ba mới về mua giùm cho cái
cái chị đó đi. Rồi rồi á, dì ba nói là dì ba mua làm sao mà dì ba đi đem đi về được. Thì nó chưa cho cái người con cháu này chậm á đi mua giùm. Mua giùm vừa ở trong nhà thương Sùng Chính á. Đó là mua liền tại chỗ luôn. Rồi dì ba mới kêu xe. Dì ba kêu xe chở về một chiếc xe đó. Là cũng như là dì ba đi về đó là lúc có cua. Đâu có chở được cái đó đâu. Đó vậy đó. Nhưng mà con tiểu đường nó thấy xe thì có vui mừng gì không? Chưa. Bây giờ mà nói vậy mà chưa có đưa. Dì ba tính một lát nữa dì ba về thoải mái dì ba mới đem đưa. Xin chào quý vị và các bạn. Thì sau khi mình đăng tải clip dì ba đi làm từ thiện có một chị bị bệnh tiểu đường gần nhà dì ba. Thì hôm nay dì ba rủ mình về nhà dì ba để trao chiếc xe lăn mà cô Úc chủ bữa cua đã tặng cho chị bệnh tiểu đường. Nhờ dì ba gửi giùm đến cho cái chị bị bệnh tiểu đường đó. Bây giờ mình đang theo dì ba về đến nhà dì ba để trao chiếc xe lăn đó. Đây là xe lăn mà cô chủ vựa cua của dì ba hay lấy cua mua cho cái chị bị bệnh tiểu đường này, nó ngồi cho nó thoải mái sinh hoạt hơn. Bây giờ mình sẽ cùng dì ba đi qua trao cái chiếc xe lăn này cho chị đó không nha dì ba? À. Chị đó tên là chị Muối hả? Vô đi. Cái này là một cái chị Mạnh Thường Quân á, chị thấy chị hoàn cảnh của chị nên là chị quyết định mua cho chị, tặng cho chị một chiếc xe lăn để mình đi lại dễ hơn, sinh hoạt dễ hơn. Dạ, chị có muốn nói lời gì tới cái Mạnh Thường Quân đó không? Dạ. Dạ này chị ăn uống được không? Mấy bữa nay ăn được. Rồi mình đi lại khó khăn không chị? Khó khăn. Phải có người dìu hoặc chị đi nạn mới được hả? Dạ. Dì ba cũng thay mặt cho chị đó gửi chị lại chiếc cái xe lăn nha. Dạ. Rồi chị. Rồi. Giao cho tụi em nha. Ba có lời động viên rồi với chị không? Cái này là cũng như cái chủ cua mà dì ba mua đó, mua cua đó là dì ba nói người ta thấy nó xúc động vậy đó, người ta mới là ủng hộ cho con để cho con đi qua lại đồ này kia nọ được, đó là vậy đó. Là hồi sáng đó là dì ba mua kêu cũng như đi mua làm kêu đi mua liền rồi về cho con liền. Đó là vậy đó, sợ tụi bay nhiều khi đi không được. Đó. Nếu mà cái chủ vựa cua của dì ba không mua á thì cũng có một anh Việt Kiều bên Đức á cũng gửi tiền cho cái chị bán cua với dì ba, cũng mua cho chị. Nhưng mà nghe dì ba nói rồi, nghe dì ba nói là có người mua xe lăn cho chị rồi. Nên chị Thúy sẽ sau này chị qua gặp chị sau. Chị thấy xe lăn này vui không? Thôi mình lại đi bán số gì này chị để chữa bệnh đi. Chừng nào mà hết bệnh đi rồi đi. À, mùa mưa hả chị? Là nó ngập không? Cái tháng 10 là nước ngập à? Ngập tới đầu gối luôn. Chưa có cái cầu vô, bây giờ có cầu mà làm là ngập tới đầu gối vậy. Nhà mình ở dưới thì nệm đồ ở dưới thì chắc ngập hết. Nhà sàn hả, nó bị nước vô nó bùng gì vậy. Vì bắt cá đã luôn ha. Bùng luôn, bây giờ 2 năm này cũng đỡ nhiều lắm rồi.
Còn mấy năm trước giờ là đỡ thôi chứ vẫn còn đúng không chị ha? Là dì ba có lời gì gửi gắm chị đó? Thì giờ dì ba nói vậy đó, cũng như giờ thôi, dì ba thì không có tiền mà cho con, thì giờ dì ba giúp công đó vậy thôi. Rồi, ai có nhiều thì cho nhiều, có ai ít thì cho ít, của ít lòng nhiều cũng được, không sao. Dì ba là cũng thương cái hoàn cảnh như chị. Người khổ có người khổ hơn. Thành ra dì ba nghĩ vậy đó, cũng như dì ba giúp cho con là cũng như cho con đỡ thôi vậy đó. Ừ, con đẩy dì mẹ nha. Rồi khi nào mẹ muốn đi thì con dìu mẹ lên nha con.